Xin chào các xạ thủ của đột kích trong tầm ngắm thân mến. Chúng ta đã cùng trải qua một hành trình hơn 13 năm với tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất huyền thoại tại Việt Nam. Với rất nhiều những thăng trầm, những sự thay đổi và sự thích nghi để niềm đam mê của biết bao thế hệ game thủ tại Việt Nam vẫn đang tồn tại và phát triển không ngừng nghỉ. Thế nhưng cho dù tựa game đột kích của chúng ta có thay đổi đi thế nào đi chăng nữa thì có một điều rằng chắc chắn sẽ không bao giờ nguội lạnh trong lòng các khán giả, các xạ thủ vẫn luôn hàng ngày dõi theo các giải đấu của đột kích, đó chính là niềm tự hào của bản lĩnh eSports Việt Nam. Ngày hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng nhau ôn lại về một phần lịch sử của các giải đấu quốc tế đột kích trên thế giới trong suốt những năm tháng qua, khi mà các đội tuyển đột kích Việt Nam đã tham gia và chiến đấu hết mình để đem về những vinh quang cho nền thể thao điện tử nước nhà các bạn nhé. Đã 11 năm trôi qua kể từ năm 2010, giải World Esports Master năm 2010 đã khởi tranh với rất nhiều các bộ môn esports khác nhau trên toàn thế giới, trong đó có tựa game Crossfire, đột kích trong tầm ngắm. Năm 2010 cũng là năm đánh dấu cột mốc đội tuyển đột kích Việt Nam lần đầu tiên có tấm vé tham dự một giải đấu tầm cỡ thế giới, và đội tuyển đã đại diện cho Việt Nam khi ấy để tham dự WEM 2010 chính là Genus Gaming, đội tuyển đột kích chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam thời điểm bấy giờ. Thế nhưng với sự xuất sắc và bản lĩnh của người Việt Nam, Genus Gaming đã tiến thẳng tới trận chung kết sau khi đánh bại rất nhiều những đối thủ sừng sỏ khác để đối mặt với Dragon AB của Trung Quốc. Chỉ tiếc rằng các chàng trai của Genus Gaming đã không thể đem về chức vô địch và đánh gặp ngùi mang về hạng nhì và cũng như 7.000 đô tiền thưởng. Đây cũng là một sự mở đầu cho một chương mới của nền eSports đột kích Việt Nam trong tương lai. Năm 2012, khi mà giải đấu eSports hấp dẫn nhất hành tinh là World Cyber Game chính thức khởi tranh và Crossfire một lần nữa được xướng tên trong bảng vàng các bộ môn sẽ tranh huy chương. Sức nóng của vòng loại World Cyber Game 2012 đã lan tỏa tới rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Giải đấu đã quy tụ hàng trăm đội tuyển từ rất nhiều nơi trên toàn quốc đổ xô về thủ đô Hà Nội khi đó với cùng một mục tiêu, đó là giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cyber Game 2012 được tổ chức tại Trung Quốc. Freedom với bộ khung sau khi được tách ra từ đội hình của Genus Gaming Sedacer đã có cho mình được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cyber Game 2012, và một lần nữa họ đã mang lá cờ Việt Nam tiến tới trận chung kết cuối cùng để đối đầu cùng với Invictus Gaming của Trung Quốc. Thật đáng tiếc khi chúng ta là một lần nữa thất bại trong trận chung kết, nhưng với tấm huy chương bạc tại World Cyber Game 2012 của Freedom đã thắp lên một ngọn lửa bùng cháy cho hàng ngàn game thủ đột kích vẫn luôn ấp ủ được mang lá cờ Việt Nam bay cao trên các đấu trường quốc tế. Năm 2013, thì World Cyber Game chính thức thông báo khai tử sau hơn 13 năm tổ chức và phát triển. Cha đẻ của tựa game Crossfire tại Hàn Quốc là Smigate Entertainment chính thức đưa ra thông báo sẽ tổ chức một giải đấu cấp toàn cầu dành cho đột kích với tổng giải thưởng lên tới hàng trăm ngàn đô la Mỹ, đó chính là Crossfire Star. Đây là giải đấu được coi là chung kết thế giới đột kích khi quy tụ các đội tuyển hàng đầu trên thế giới tới từ các khu vực. Freedom của Việt Nam đã vinh dự khi hai mùa giải liên tiếp là Crossfire Star Season 1 cùng với Crossfire Star Season 2 đều có cho mình tấm vé tham dự. Thế nhưng sự kỳ vọng của người hâm mộ đột kích Việt Nam đã không được đền đáp khi các chàng trai Freedom đã chỉ giành được thứ hạng cao nhất là bậc thứ 5 trên bảng xếp hạng của mùa giải thứ 2 mà thôi. Năm 2014, Crossfire Star với tên viết tắt là CBS 2014 đã có được sự bất ngờ và làm bùng nổ toàn bộ những người hâm mộ đột kích thời điểm bấy giờ khi Begin từ khu vực miền Nam đã vùng lên một cách mạnh mẽ để đánh bại Freedom và giành lấy tấm vé tham dự CBS 2014. Và đây cũng là dấu chấm hết cho Freedom sau 2 năm liên tiếp thống trị Việt Nam qua rất nhiều các giải đấu. CBS năm 2014 được tổ chức tại Hàn Quốc với cái giá lạnh của xứ sở kim chỉ, nhưng lại không thể làm nguội đi được những trái tim nóng của những người con đến từ phía nam của tổ quốc mảnh đất hình chữ S. Begin đã gây được tiếng vang với toàn thế giới khi mà tưởng chừng như việc phải đối đầu với một trong 4 đội tuyển Trung Quốc tại vòng tứ kết đã là điều kết thúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bởi vì ở điểm đó, sức mạnh của các đội tuyển Trung Quốc tỏ ra là tuyệt đối. Họ thống trị ở các thứ hạng cao nhất với số lượng đội tuyển tham gia áp đảo. Thế nhưng Begin đã đánh bại CP Club tại thứ kết và giành quyền đi tiếp rồi tiến thẳng tới trận chung kết CBS 2014 trong sự ngỡ ngàng và nể phục của tất cả các đội tuyển khác trên toàn thế giới. Cho dù Begin thua trong trận chung kết, thế nhưng họ đã lần đầu tiên khiến cho sân chơi CBS không còn là sân chơi của riêng người Trung Quốc nữa. Begin đã làm được điều mà từ trước đó tới nay không một đội tuyển nào làm được. Nhưng rồi có vẻ như với số tiền khổng lồ của CBS ngày một tăng cao và Việt Nam trở thành một trong những đội tuyển được quan tâm hàng đầu khi tham dự chung kết thế giới đột kích. Tại CBS năm 2015 và CBS năm 2016, khi mà những Cybercore, tiến thân của Begin và rồi Freedom Gaming đã nổi lên, cũng không thể làm nên được điều mà những người hâm mộ kỳ vọng. Thất bại trước những đối thủ được đánh giá là yếu hơn và ngậm ngùi nhìn những vị trí mà chúng ta đã từng đạt được tuột vào tay của những đối thủ khác, thật là đau đớn phải không nào? CBS năm 2017 là năm đánh dấu cột mốc tuyệt vời của nền đấu kích Việt Nam khi chúng ta đã có những con người xuất chúng, những giải đấu quốc nội căng thẳng và những cuộc đối đầu giữa Boss Seven tiền thân là Cybercore cùng với Eva Team, bộ khung 5 người của Freedom Gaming. Và đại vòng chung kết CBS năm 2017 năm đó, người ta vẫn tự đặt những câu hỏi về nguồn động lực mà Eva Team đã có khi liên tiếp chạy chạm trán với những đối thủ sừng sỏ trên thế giới. Khi Eva Team vượt qua vòng bảng, họ đã phải đối mặt với một đội cựu vô địch CBS năm 2015 là HG Longju tới từ Trung Quốc. Nhiều người đã nghĩ rằng Eva sẽ phải dừng cuộc chơi ở CBS 2017 sớm thôi. Thế nhưng kết quả là những chàng trai Việt Nam đã tiến thẳng tới trận chung kết tổng để đối mặt với Super Valiant. Và thêm một lần nữa, Việt Nam lại có cơ hội mang chiếc cúp bạc CBS về với nước.
nước nhà. Cho dù đã thi đấu quật cường và rất nỗ lực, nhưng sức mạnh của Super Valiant ở thời điểm đó là quá tuyệt đối và toàn diện. Việc chỉ giành được hạng nhì CFS 2017 trên mảnh đất Trung Quốc sau khi phải đối mặt liên tiếp với những trận đấu khó khăn, Eva Team đã thắp lại niềm tin về một chức vô địch CFS thế giới không còn xa cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày CFS năm 2018 kết thúc, đó là lần cuối cùng chúng ta được thấy trong cùng một giải đấu CFS chung kết thế giới có hai đội tuyển Việt Nam cùng sát cánh bên nhau trên hành trình mang vinh quang về cho nền eSports đột kích Việt Nam. Và giờ đây, thêm một lần nữa, CFS năm 2021 đánh dấu sự trở lại của đột kích Việt Nam với hai đại diện tham dự, đó chính là Celeb BIL và One Team. Những cái tên ưu tú nhất của đột kích Việt Nam thời điểm hiện tại đã quy tụ và sẽ cùng với nhau hoàn thành sứ mệnh cao cả khi đã 4 lần bỏ lỡ, đó chính là mang chiếc cúp bạc CFS Crossfire Star trở về với Việt Nam. Giải đấu CFS năm 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12 tại Incheon, Hàn Quốc với sự tham gia của các quốc gia gồm Brazil, Ai Cập, Đức, Trung Quốc và Việt Nam. Giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên fanpage Đột Kích Trong Tầm Ngắm và Đột Kích TV cũng như kênh YouTube Crossfire Việt Nam. Hãy cùng đón xem và cổ vũ cho các chàng trai Việt Nam của chúng ta sẽ vượt qua được hành trình đầy chông gai đang chờ đợi ở phía trước. Hãy cùng chúng tôi sống lại một lần nữa trong niềm tự hào của bản lĩnh eSports Việt Nam.